Covid-19 thì bọn em nghỉ, nhưng mà cái khoảng thời gian đấy trong lúc nghỉ thì các bạn sẽ không tập trung học. Em vừa học em vừa chơi, em vừa nhắn tin, xem tivi các thứ vẫn thế, nên là sẽ bị mất tập trung, không một kiến thức thì cũng bị rơi đi nhiều ấy ạ. Mình sợ là mình ôn chưa đủ ấy ạ. Ôn chưa đủ tại vì rõ ràng là cái thời gian bọn em chạy nước rút thì có 2 tháng ấy ạ. Nên là hơi gấp. Với cả một là đề thi dễ thì lại dễ chung, nên là các trường có thể là nâng điểm cao lên. Còn nếu khó thì khó quá, điểm bọn em lại thấp quá, sợ trượt ạ. Em thì thấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều ạ, nó chỉ là bọn em lùi lịch thi thì có thêm thời gian ôn tập, nhưng mà đề thì bù lại đề nó sẽ dễ hơn, đâm ra là cũng không có vấn đề gì quá trở ngại ạ. Em thấy dễ quá, em thấy sợ chị ạ. Thật sự dễ quá, dễ hơn so với mọi năm thì nó sẽ điểm chuẩn nó vẫn sẽ cao hơn, chứ không có cái gì tự nhiên nó dễ cả. Em thấy thì nếu như mà học online thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, tại vì mình có nhiều thời gian ở nhà thì học nó sẽ tập trung hơn là ở trường. Không được đi học trên trường á, nên là cái việc bài giảng thì cũng khó được tốt như trên lớp vậy ạ. Em cảm thấy lo lắng nhất là em sợ là lúc vào phòng thi căng thẳng quá đi quên kiến thức ạ, còn lại thì cũng học hết rồi ạ. Cái gì cũng khiến em thấy lo, tại vì em cảm thấy là bản thân em kiến thức còn chưa được vững lắm sau một áp lực kỳ thi, nhưng mà em cảm thấy rất là vui tại vì cuối cùng em đã thi xong rồi. Sau khi đi xong em đi chơi, đi làm đủ mọi thứ em thích, mà bao nhiêu lâu nay em chỉ có ở nhà để em học thôi ạ. Có lẽ em sẽ cày phim và đọc truyện. Có đi chơi với gia đình, với bạn bè để xả stress. Có thể em sẽ đi học thêm tiếng khác tiếng Anh ạ. Bởi vì bây giờ em đang có dự định đi học tiếng Trung Quốc để có thể cải thiện kỹ năng cho bản thân mình hơn. Học thêm chứ ạ. Bây giờ mà chẳng may mà kết quả không được như mong muốn thì sao có tâm trạng để chơi ạ? Em còn đang lo là em trượt nữa, nhưng là em chưa biết là em có nên đi chơi không. Nghĩ là em sẽ chờ đợi trong lo lắng và nước mắt.